Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Mà Lại Xa nha. Hôm nay mình với chồng mình đi, hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày đầu tiên cách ly xã hội á cả nhà. Mình với chồng mình đi mua đồ ăn, tại vì nhà mình hết đồ ăn rồi. Sẵn đó mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đây anh chồng của mình nè cả nhà. Hồi bữa ảnh có mua 3 cái bóng đèn mà mua lộn size á cả nhà. Cho nên bây giờ hả phải đi đổi lại luôn. Nhưng mà không biết bữa nay có mở cửa không thì không biết. Tại vì hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội ở Malaysia đó cả nhà. Ở bên đây là cái khu nhà kế bên nhà mình có hồ bơi á cả nhà. Khu mình thì không có. Ba trái xoài. Xoài này ăn không có ngon cả nhà ơi. Bữa nay hả xe khu nhà mình nghẹt trơn. Có ai đâu, đâu có ai đi đâu đâu không nghẹt. Nắng chói chang. Nắng quá trời nắng luôn. Anh chồng mình vô cái là xịt. Khu này cái chú này cả nhà. Cách ly xã hội ở nhà, dọn dẹp nhà. Cơ lý đều che che siêu lì siêu lì che lì. Ê anh, cái cơ y này tùng sư sĩ mà hả? Mẹ vô mẹ mẹ là mama ni mama ni mama y á. À, cái áo này á cả nhà, đây mình sẽ dọi cả nhà xem là cũng sao trang su thì trang phí thì không thôi, là của mẹ chồng mình đó cả nhà. À, mẹ chồng mình thì mất rồi. À, cho nên mình lấy cái áo này của mẹ chồng mình để làm kỷ niệm á, mình mặc luôn cả nhà ơi. À, mình mẹ chồng mình mất, mình không có lấy được cái gì của mẹ chồng mình để làm kỷ niệm hết á. À, mình lấy cái áo, với lại áo mẹ chồng mình á có nhiều cái á, mẹ chồng mình á áo đẹp lắm mà không có hợp với mình á. Có cái áo này là kiểu đơn giản hợp với mình á. Mình thì mình không có, mình mặc đồ mình cũng không kén chọn nữa cả nhà, cho nên được là mặc à, chứ không có kén chọn đó. À, là cái áo này là cái áo của mẹ chồng à, niệm cuối tuần mấy niệm chứ cơm niệm mama đi phụ đó. Cái áo này là cả nhà kiểu của người lớn tuổi đứng tuổi, nhưng mà à, giống như trẻ trẻ giống như mình á thì mặc cũng được á cả nhà, tại vì kiểu à, nó hên là nó màu đen chứ nó không có bông. Đa số đồ của mẹ chồng mình là đồ bông không à. Tối với ta sao tối hình mỏng à. À, đồ bông không à. Tại vì mẹ chồng mình lớn tuổi á. À, mẹ chồng mình á thì mắc cách đây cũng cỡ mama chi xưa nghe dù san xưa nén theo ha. Xưa nén. Mẹ chồng mình mắc cũng cỡ 3-4 năm mà nó cả nhà. À, mẹ chồng mình là 70, lúc mẹ chồng mình mắc là 76 tuổi đó. Mình sẽ quay cho cả nhà xem ở khu chỗ mình nha. Tới rồi này cả nhà. Ủa trên là Thái Dụ Mai à? Khu cách ly ngày 1 tháng 6 ở Malaysia, ở Kuala Lumpur. Đa số là những cái quán ăn chỉ được mở cửa thôi, còn toàn bộ là sẽ đóng cửa hết nha. À, quán ăn với lại siêu thị bán đồ ăn đó. Nhưng mà mình mua phải mua gì chứ không có được ở đây ăn đâu. Người ơi xưa giờ mua quan chi nào? À lão dù phần. Bây giờ chồng mình đi xuống mua về ăn.
cái tiệm này cả nhà đông dữ lắm luôn á, nhưng mà do cách ly xã hội đó cho nên cũng ít người nữa, vắng người lại mua ghê ha. Mình ngồi đây mình quay chứ mình không dám vô trong quay nữa, tại vì cái bà kia mình cầm máy quay mà bà kia bây giờ mình quá trời luôn. Đó, chồng mình đang order đồ ăn. Còn bên khu kia là toàn bộ đóng cửa đó cả nhà thấy không? Đó là đa số là tiệm giặt đồ này kia đó đóng cửa hết rồi đó cả nhà thấy không? Sửa xe là được mở nè, rồi quán ăn nè, phục vụ đồ ăn đó là được mở nè, rồi siêu thị thì hạn chế người vào. Hình như là một cái siêu thị như là hạn chế mỗi một cái siêu thị vậy đó là được 300+ người vào, nhưng mà hạn chế nữa đó cả nhà. Nhưng mà nghỉ trong vòng cách ly xã hội, toàn xã hội trong vòng 2 tuần, xem nếu như dịch bệnh có giảm á, thì nhà nước sẽ từ từ, sẽ mở từ từ nha, chứ không phải mở một lượt giống như đợt đầu cách ly xã hội nữa. Cái lần này là lần thứ 2 cách ly xã hội mà toàn xã hội nghỉ hết luôn đó. Cái cô này là cái cô bán ở trong lòng chợ cả nhà. Cô đẩy rau lên, cô giao rau cho khách hàng. Anh chồng mình trong đó ảnh nhiều chuyện rồi. Đi tới đâu là cầm bình xịt tới đâu, xịt tới đó. Vô trọng đứng đợi đó cả nhà ơi. Hôm nay quán ăn cũng ế nè, tại vì ngày đầu tiên cách ly xã hội mà. Đó, cái cô hồi nãy cổ giao đồ ăn cho cái tiệm này nè. Đa số là mua đem về. Anh chồng mình đứng đợi đó. Hồi nãy chồng mình mua cái đèn mà không biết có đi đổi được không thì không biết nữa. Đây xong rồi đó cả nhà ơi. Mua xong là lên xe xịt cho an toàn. Đi xã hội thì ở nhà, đa số là ở nhà chứ không có ít người ra ngoài lắm, tại vì họ kiểm dữ lắm cả nhà ơi. Nhưng mà một xe chỉ được 2 người, nhưng mà chỉ là 2 vợ chồng với người nhà thôi, chứ không có được ở dạng như bạn bè cũng không được nữa. Mình không hiểu tại sao á mà khu bán trái cây không được mở đó, mà sao này người ta mở không biết nữa. Hay là chồng mình nghe lộn. Làm hôm qua làm mình kêu chồng mình mua dừa cả nhà, mua dừa để nhà, mua 4-5 trái để nhà có nóng á, cây uống. Ai về nó không có đóng cửa. Đó, những cái khu này là đóng cửa hết luôn nè. Tiệm chụp hình cũng đóng cửa, chỉ có ở đây có tiệm thuốc bắc nè, tiệm thuốc bắc có mở cửa nè. Ở đây quán ăn nè cả nhà. Nói chung là quán ăn cũng được mở cửa. Này chỉ là hạn chế người ra ngoài thôi, chứ mình thấy khu chỗ mình cũng đông nè. Nhưng mà đa số là đóng cửa nha, chỉ quán ăn
kia được mở thôi, nhưng mà chỉ mua về nhà chứ không được ngồi đó ăn. Đường thì vắng hoe. Đó, đây là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội ở Malaysia. Bây giờ mình với chồng mình đi đổi cái bóng đèn cả nhà ơi. Tại vì ở nhà mùa dịch ra nghỉ, ở nhà sửa nhà, sơn nhà. Rồi sẵn mua bóng đèn đó. Ôi, thầm mình lon lu vậy, xương mỹ hồn chó con à. Cái lon lu kia chua mà hàm là mình bảo chỉ là nghe con nó phát triển kiện thôi. Đúng rồi, lon lu mà mình mỹ hồn cho quảnh tâm nè anh. Chị sửa xe hào rồi trời. Xin chai cơ lý hả? Xin chai cơ lý thì giao lon lu quyển chia sẻ tươi mà chung giao miêu sầm mó đỉnh tròn mà. Họ làm đường họ cũng nghỉ luôn cả nhà. Làm đường mà nghỉ á, trời ơi, đường khi nào mới làm xong? Đường lộ nè, khu này sáng bữa nào chồng mình đi làm cũng kẹt xe hết á. Còn có một con một bên đường đi à. Nè he, chiếc xe mô tô này he, chạy xe cái bô như vậy he. Công an nó bắt một cái he là nó dẫn đi lại tới chỗ sửa xe gỡ cái bô ra đó cả nhà. Ở bên đây là vậy đó. Bây giờ là ra lực mới ha, ai mà xe mà độ à, đô kêu bằng gì à, à, độ bô á, ừ đúng rồi, độ bô nó lộn đội bô chứ độ bô hả à, ai mà độ bô nghe là công an bắt ra là dẫn tới cái chỗ mà sửa xe đó, gỡ cái bô đó ra gắn bô khác vô nó chơi ngầu vậy đó cả nhà, ở bên đây chơi vậy á, vậy mới sợ. Giờ hai chồng mình đi đổi bóng đèn nè. Đi đổi bóng đèn xong rồi cái đi về mua rau, mua đồ ăn. Tại vì hôm qua đáng lẽ là mình đi mua, nhưng mà hôm qua quá trời, ngày cuối cùng mà đó, quá trời trong siêu thị nhiều người đi dữ lắm, cho nên mình không có đi đó, cho nên hôm nay mình mới đi nè. Với lại mình cũng không đông quá, mình cũng không muốn đi vô nữa. Đó, hôm nay là đi siêu thị vô chổng mua đồ là bao khỏe luôn, tại vì trong siêu thị nó hạn chế người vào á. Cả nhà nhìn chồng mình nè. Xin chào cả nhà chưa? Xin chào cả nhà. Chỗ này chồng mình ai? Dạ, đã xin chào được rồi còn quay lại còn hai nữa chứ. Xin chào mà giữa hai nè, hãy hai hai đó. Nhìn chồng mình gâu nè, gâu mọc. Tài xế của mình đó cả nhà, đi đâu mà có tài xế chở. Nhưng mà có cái nhiều khi kêu chở đi xa quá cái tài xế nhận. Tài xế này khó tính đó chứ. Anh tài xế khó tính của mình, không biết cả nhà ai hết nha. Có chồng Malaysia mới hiểu. Lu quá, sải lu quá. Chồng mình tưởng đâu mình không có quay cả nhà. Đó. Anh hỏi ủa em quay hả? Đàn ông ở bên đây không nhận nghe, ông nói nhiều còn nói dai. Lên xe một cái ha. Ví dụ hồi nãy gặp chị vậy ha, lên xe ha, nói vậy đó nghe vậy đó. Nói mà mình mắc mệt. Ừ, nói mình gật đầu. Ừ, vậy hả? Ừ. Nói nhưng cái miệng không ngớt luôn á. Đây mình quay cho cả nhà xem. Đang cởi tự nhiên chồng nói ủa em không quay hả? Đó, khu này ở Bà La Công nè cả nhà. Đang cởi hấp dẫn tự nhiên.
quên luôn là cái việc là hôm nay mình quay ngày 1 tháng 6 cách ly. Siêu thị này là cũng mở cửa nhưng mà giới hạn người vào nha cả nhà. Xe có mấy chiếc leo que à? Đâu có ai đi. Tại vì đa số người ta đi, người ta dạng như người ta cũng cần mua gì người ta mới đi thôi, chứ đi chi. Ở trong siêu thị đó, ở trên KL á, mà đường như vậy gọi là vắng rồi đó cả nhà. Vậy là vắng dữ lắm rồi đó. Giờ chồng mình quẹo vô đây để đi sửa bóng, ý để đi đổi bóng đèn. Cái chỗ mà đổ đèn chồng mình định đi đó cả nhà, à giao đi đổ bóng đèn đó cả nhà, bị đóng cửa rồi không có mở cho nên không có đi đổi được rồi cả nhà ơi. Còn đây là cái chỗ quán ăn nè. Nói chung là toàn bộ mua gì thì tất nhiên nó khách nó cũng khác, nó không có được đông, ít khách. Vắng que luôn cả nhà thấy không? Như vậy là vắng dữ lắm rồi đó. Ở trên đây mà được như vậy là vắng khách dữ lắm rồi đó. Đóng cửa nè, đóng cửa nè. Toàn bộ đóng cửa hết nè, chỉ có những khu ăn uống thôi mới mở cửa. Mạng wifi cũng đóng cửa luôn. Giao phát xem giá in cái tha nữa, cứ không sư cứ thủng đến thôi nè. Đây toàn bộ đóng cửa nè cả nhà ơi. Vắng que. Nhưng mà sao xe nghẹt dưới, xe đông dưới ta. Đóng cửa hết. Ở đây là ở Bà La Công nha cả nhà, khu ăn uống ở Bà La Công. Còn bây giờ mình về thôi cả nhà ơi, chứ đi đổi bóng đèn mà không có, mình về luôn. Tại vì á, ở đây bây giờ Malaysia cách ly toàn xã hội là không được qua khỏi ranh giới là 10 km. Cho nên mình đi trong 10 km đó nha, không thì bị phạt đó. Tới siêu thị rồi cả nhà ơi, mình đi siêu thị mua rau mua đồ ăn. Mình đi vô cổng mình phải đội cái này nè cả nhà. Cả nhà nhớ hôm bữa mình nói là mình mua cái này là cái ở dưới ở ngoài nó có màu xanh không? Không phải đâu, tại vì lúc mình mua về người ta có bịch cái miếng màu xanh ở ngoài mà chồng mình không biết, tưởng đâu là nó gửi lộn màu xanh đó cả nhà. Họ kêu chồng mình lột cái miếng màu xanh ra thành vậy nè đó, đội về cho nó an toàn. Anh đi thôi.
Nhìn nhìn mình giống siêu nhân không cả nhà? Bây giờ đi đâu hả? À, nói chung là an toàn là trên hết nha cả nhà. Còn đây là anh chồng của mình, là anh ơi. Mình đội cái này thì nó an toàn hơn, là tại vì nhà nước ở bên đây khuyến cáo mình nên đeo hai lớp khẩu trang. Mà đâu cả nhà biết không, đeo hai lớp khẩu trang chịu gì nổi mình, cho nên mình mua cái khẩu trang bằng nhựa như vậy á, đội cho nó an toàn hơn. Bây giờ mình đi vô siêu thị mình mua một ít đồ ăn. Mình lấy đậu hũ. Mình thích ăn đậu hũ này nè cả nhà. Báo cái gì và báo hoài. Họ báo là cần có đứng gần cách chứ cơ sư sầm họ. Đi thì nãy bao ta xong của nã si nã hoảng trang của mình đi lấy gừng cả nhà, mua gừng. Ồ, cái này là khổ qua gừng nè, khổ qua này ăn bao đắng luôn. Mình sẽ lấy 2-3 trái này đi. Hủ qua dạng như hủ qua trồng mà dạng như kiểu hủ qua gừng đó cả nhà. Loại này là đắng dữ lắm. Mua về ép cái nước uống cũng được. Có một tay một à. Anh chồng mình thì ảnh đi mua. Đây mình lấy cái bọc cả nhà ơi. Anh chồng mình nãy tiền phụ qua khác kìa con. Đèn san ly à. Trong anh nã trắng xèo bao à? Bắp nè. Một bịch 5 đồng. 5 đồng 99 cũng 99 nữa. Cái gì cũng 99 hết à. Đó, 4 trái. Một bịch dày cỡ hơn 30.000 tiền Việt Nam. Bây giờ anh chồng của mình cho sen treo. Kêu mua chuối cả nhà ơi. Chuối nó treo toàn ten vậy nè cho nó không bị dập. Chuối thì mình không thích ăn loại này, mình thích ăn chuối tím cả. Thích ăn chuối màu đỏ đó. À, lấy cái này đi. Lấy xong mà mới thấy cái này cái nải kia nó ngon hơn. À, đây cái này à, đi giọng thối nữa đó.
căng 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 đưa cho họ căng. Biết ai sao chứ mình đi vô đây mình thích vô cái chỗ bán trái cây. Thấy mê ha. Trái xoài. Không biết xoài này ăn ngon không. Đợt trước á mình mua cũng loại xoài này nè, ăn nó hôi lắm cả nhà ơi. Không biết đợt này sao cho nên mình không có mua. Hồi nãy mình có mua trái xoài xoài bơm này, mua 2 trái. Họ tính 1 ký là 50 đồng chín. Giờ tính tiền gì thôi. Đây là cái chỗ bán đồ ăn Hàn Quốc này cả nhà. Tính tiền là gì à? Những cái bánh này là bánh que Thái Lan nè cả nhà. Mê lắm, mình mê ăn này lắm mà mình một bữa mình mua tới giờ còn chưa ăn hết. Trời gì thôi cả nhà ơi. Thì đó, mình mua xong rồi đó cả nhà. Thì thôi, video của Nguyên đến đây là kết thúc nữa cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình nha. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới về cuộc sống Malaysia của mình nha cả nhà. Bye bye anh ơi. Bye bye.